Tiếp tục chuỗi các hoạt động của đoàn công tác tỉnh Long An tại Nhật Bản, chiều nay 8 tháng 9 tại Tokyo, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An đã diễn ra thành công với sự tham dự của các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn của Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển đô thị, bất động sản, công nghiệp và đào tạo lao động. Đoàn đại biểu tỉnh Long An do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải chủ trì. Về phía Nhật Bản, có sự tham dự của ngài Manabu Sukada, giám đốc cấp cao về chiến lược toàn cầu khu vực đông nam á bộ phận kế hoạch cơ quan xúc tiến mậu dịch nhật bản zetro tham dự sự kiện còn có đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại nhật bản vũ hồng nam tin do phóng viên thời sự đã phát thanh và truyền hình long an chuyển về từ nhật bản trong bài phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Long An khẳng định, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản hiện nay là sự nỗ lực và thiện chí của hai chính phủ trong suốt gần 50 năm qua. Kết quả đó thể hiện quyết tâm chính trị và cách tiếp cận mới của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương, phát triển toàn diện và đưa mối quan hệ giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu. Đến nay, dòng vốn FDI của Nhật Bản cũng đã hiện diện ở 57 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam, đầu tư vào 4.897 dự án với tổng vốn trên 65,6 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2021, Nhật Bản đứng thứ ba trong số các đối tác đầu tư vào Việt Nam với số vốn đăng ký gần 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 64,6% so với năm 2020. Tại các cuộc tiếp xúc và trao đổi với đoàn công tác, hầu hết các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nhật Bản tham gia hội nghị đều đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và Long An là một trong những điểm đến ưu tiên hàng đầu của các doanh nhân Nhật Bản. Qua khảo sát của Zetro cho thấy, thực trạng của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài thì có tới 55% doanh nghiệp Nhật Bản được hỏi cho biết có định hướng phát triển kinh doanh ở Việt Nam trong 1-2 năm tới tỷ lệ này của Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN. Chúng tôi cam kết sẽ cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới tư duy, thay đổi tác phong lề lối làm việc của cả hệ thống chính trị với quan điểm nhất quán, xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, là nguồn lực cho quá trình phát triển. Với truyền thống hiếu khách và khát vọng vươn lên của con người Long An, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón và đồng hành cùng các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước Tại Long An, các nhà đầu tư sẽ tạo được mọi mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện đồng hành thành công dự án của mình. Đặc biệt là các nhà đầu tư sẽ sớm nhận ra Long An thực sự là điểm đến đầu tư an toàn và hiệu quả. Hãy đến với Long An và thành công cùng Long An. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tăm Nguyễn hai, Minh Lâm hai, giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, chính sách và định hướng thu hút đầu tư vào Long An. Với những thế mạnh nổi trội, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh khẳng định, Long An luôn ưu tiên thu hút đầu tư, sẵn sàng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào tỉnh với những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt, nhất là dịch vụ tổng hợp hiện đại, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh, kinh tế biển, logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển, nông nghiệp sinh thái, các nhóm ngành thúc đẩy kinh tế xanh như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Zetro, có 3 biên bản ghi nhớ và 4 hợp đồng hợp tác đã được ký kết, mở ra một trang mới trong quá trình hợp tác giữa các bên.